Anh chú ý chiếc điện thoại trên tay bạn nữ này. Chiếc điện thoại đặt trên ba lô và để chế độ rung. Ngay lập tức, chiếc điện thoại rơi vào tầm ngắm của đạo tặc. Gì vậy? Chưa nó ngồi nó che cái điện thoại tắt đi kiếm cái nhà chiếc cam rồi. Sao bắt đầu khách hoang mang rồi nè chị? À cái đi kiếm cái bạn đó đó. Dạ đúng rồi, bạn nữ này nè. Xong rồi ở khách đi kiếm quá trời luôn. Mà em mẻ ung dung mới nằm vậy nè, mới không nhúc nhích, mới không di chuyển luôn. Nói người ta đi kiếm, người ta gọi điện thoại cái kiểu. Để chế độ rung hả? Dạ đúng rồi. Tuyệt vời. Chắc nó êm quá. Nó xong phải đi hỏi nhân viên. Viên chạy xuống kia em chích cam thì mới biết là mẹ nằm chảnh. Đợi khúc viên lên. Chết mày là chị. Đó vẫn không biến lại nhỏ này, nó lên lên vẫn tìm. Mà tới rồi nó nữa chứ. Vút vút ngừng ngừng. Phải bà đi gọi tôi bà. Muốn điện thoại gọi. Ê mình điện thoại gì điện thoại tao coi.